HTML khỏi không từ thứ ba. Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh YouTube của Black Mamba, thì mình là Oxima. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái dạng crypto tutorial market cap. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Ok, của thị trường crypto nha anh em. Thì như trên màn hình chúng ta đang có một cái dạng tutorial khá là ở thời điểm hiện tại nó không có được đẹp lắm, khi mà nó đang ở cái chu kỳ gần như là nó phân kỳ và nó tạo ra thành một cái mô hình sói anh em, để nó có thể nó đang tạo thành một cái mô hình sói này. Và nếu mà cái sóng trong tuần này, cái sóng tăng trưởng này này, nếu mà nó không vắt được cái vùng đỉnh cũ, ít nhất là nó phải phục hồi lên được cái vùng 2.6 này, này. Nó vắt được cái vùng 2.6, nếu không vắt được cái 2.6 thì có khả năng là đây sẽ là một cú bắt test tiếp tục về cái vùng mà 2.4, thì đây sẽ là một cái thời điểm mà cả thị trường nó sẽ down. Khi mà cuối tuần trước nó cũng đã có một cú bắt test, một số có online coin nó đã bắt test và cả BTC cũng bắt test nha anh em. Thì trước mắt nếu mà nó sẽ quay ở vùng này và nó vắt được cái vùng kháng cự 2.6 thì nó sẽ là một cú tăng tiếp tục, còn nếu mà nó cũng cứ sideways thì có khả năng là đây sẽ là một cú bắt test tiếp tục về vùng 2.4, tìm về vùng hỗ trợ gần nhất. Cho nên tại vì sao, tại một phần đó là do cái ở trên dạng cắt 4 của mình này. cái cú rớt của tuần trước, cuối tuần trước nó không chạm về được cái đường 89, và cái ở trên khung D1 ấy là nó cũng không có chạm được về cái đường ngã tư nữa, nên là khả năng khá là cao là nếu mà nó ở ở trường hợp là tăng nhé thì nó sẽ bắt test vào cái vùng 2.55 này một lần nữa và nó sẽ bật lên, thì nó sẽ là trường hợp tăng thì nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ này 2.55 này, nó bắt tiếp về và nếu mọi thứ vẫn ok thì nó sẽ bật lên, còn nếu mà nó vùng hỗ trợ này nó không duy trì được đấy thì nó sẽ bắt tiếp vào vùng 2.4 nha anh em. Đối với chạy thuật thế thì chúng ta qua tới cái chạy BTC. Thì chạy BTC thì tuần trước là nó bắt tiếp nhưng mà là có vẻ là đối với mình nó là nó bắt tiếp không có đủ, mình vẫn nằm trường hợp là nó về vùng 58k này, nhưng mà ở vùng giá hiện tại nha thì đang khá là ok đó, tại vì nếu mà trên biểu đồ thì nó khá là giống cái vùng mà ở dưới đáy này, cái vùng này nó tăng lên và nó tăng tiếp tục và nó sẽ có một cú bắt test nhẹ như kiểu cái chạy trâu thò này, mình nói hồi nãy mình nói là nó sẽ bắt test ở trên vùng H1 này, nó sẽ bắt test vào cái vùng mà 2.5 đấy, thì khả năng BTC trong ngày hôm nay cũng sẽ bắt tích nhẹ vào cái vùng 61k. Nếu mà vùng 61k này vẫn trụ thì chúng ta sẽ có một chu kỳ tăng tiếp tục nha anh em. Rồi chúng ta tới chặt BTC Dominant. Thì BTC Dominant thì nó đã về được cái vùng 44% này rồi này. Thì trước mắt có thể là ở đây ở trên khung H4 chúng ta đang có một cái chạm mà nó cho xuống xuống nha anh em, ở trên khung H4, còn ở trên khung D1 ấy, đây là một chạm tăng nhé, nên là đây sẽ là một vùng sideways, có thể là nó ở đây nó sẽ bật lên lại 47 rồi đạp xuống. Tại vì sao? Tại vì hai khung lớn ở trong cái hệ thống của mình hay đánh nó là khung H4 và khung D1 á, nó đối lập nhau. Ở khung quýt thì nó cho xuống rồi, nhưng mà ở khung D1 nó lại cho lên này. Khung H1 hệ thống của mình cho lên khi mà nó chạm vào cái đường 34 và 89, nó bật lên và nó cho xuống lên,
còn khung H4 nó lại cho xuống khi mà nó nằm dưới hệ thống 3489 của mình, và ở khung H1 ấy thì nó cũng lại cho lên. Nên là ở thời điểm hiện tại mình đang ở cái chu kỳ này ấy, đối với mình ấy thì nó đang bị nhiễu thông tin ở cái khung, và có khả năng là nó sẽ sideways khi mà nó sẽ hợp thức hóa ở khung H4 để nó đạp xuống, rồi nó chạm vào cái vùng 44 rồi này, thì tiếp theo nó có thể là nó sẽ tăng lên lại, nó có thể là nó sẽ tăng lên lại để mà nó phù hợp cho khung D1, nó tăng nhẹ lên lại, nó sẽ có một hồi và nó sẽ sideways trong tam giác. Thì ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là một vùng sideways thôi, có khả năng là nó sẽ, anh coi nó tuần cuối tuần vừa qua thì anh coi nó đã tăng chung với lại BTC ít rồi, nó tăng chung với BTC một ít rồi, khi mà đồng bình nó rớt thì tiếp tục trong tuần này có khả năng là BTC nó sẽ bắt test và nó sẽ tăng tiếp. Và nó, nếu mà nhìn trạng của BTC ấy, thì nó đang là một ở một cái khung mà nó chỉ là nó vừa mới rớt đỉnh này, và nó đang đang ở trong cái chu kỳ sideways rất cao thôi, sideways rất cao thôi nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái trạng USDT domain này, cùng D1 vẫn là xu hướng xuống, nhưng mà ở trên khung H4 nhé, trên khung H4 hiện tại nó đã có một cái phân, nó đã có một cái hình kỳ và nó rất cao được, nó rất cao được. Thì ở cái xu hướng này có khả năng là đây là một cú chốt lời từ anh Khôi trong thời điểm trong tuần này nhé, khả năng là một cú chốt lời từ anh Khôi BTC để cho BTC tăng, và BTC sẽ chốt ra USD khi mà cái chạy USD này nó đây có một cú break out, nó có break out này và nó có mô hình, thì đơn giản là nó sẽ giật bắt test lên khu vực cao hơn. Mình sẽ kỳ vọng là nó giật bắt test lên nhé, tại vì để mà nó bắt test lên như vậy ấy thì nó sẽ có một cái chạy ok hơn và nó sẽ tốt cho thị trường hơn là nó tiếp tục rơi xuống nha này. Thì thực ra thì nó bắt test thì nó cũng sẽ bắt test không có cao lắm đâu, nó sẽ lên tầm vùng 2.9 thôi, cái tầm cái vùng mà tháng một cái cực cũ này, có thể là nó lên tầm 2.9 thôi, 2.9 cho tới 3.0 rồi nó sẽ tiếp tục nó rớt tiếp, thì nó sẽ rất là ok cho cái trạng này để mà nó hủy cái vùng phân kỳ phía trước, ô cái vùng hội tụ phía trước này để tiếp tục nó rớt nha nè. Thì trong tuần này tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy là dòng tiền nó có vẻ là nó sẽ từ anh coi sau cuối tuần vừa qua, anh coi nó bay khi mà Ethereum bay, Polkadot thì một tuần qua cái tuần vừa rồi nó cũng bay khá là ok, và nó đang sideways. C98 cũng bay khi mà C98 đã rút out được cái chainline FTM họ không được cái bàn nữa khi mà nó đang nằm trên cái vùng TP1 của mình. FTT cũng đã bay. Thì anh em có thể thấy là cái vùng trong tuần vừa qua Ni cũng đang bay này. Thì có thể thấy là trong tuần vừa qua có phải là cuối tuần vừa rồi tuy là nó bắt test khá là sâu, nhưng mà tuần sáng ngày hôm nay nó cũng đã phục hồi, có sự phục hồi rất là tốt ở trong tầng thị trường, khi mà chỉ số nó bắt đầu nó tăng lên lại này, thì có khả năng là cái plan xuống này của em ấy là anh em vẫn cần phải canh khi mà cái chỉ số như em nói bên mạng ấy vẫn có plan tăng và lên xuống khi mà khung H4 vẫn là cho lên lên tăng nhé, còn khung H4 nó sẽ là cho plan giảm nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại ấy, chúng ta trong đầu tuần này chúng ta cần phải canh ở cái vùng mà 2.5 này, nếu mà nó từ đây mà nó bật lên ấy, thì có khả năng khi mà BTC nó vẫn cho chu kỳ nó không ổn định và nó sẽ quay ấy, thì anh coi nó sẽ bay và dominant BTC dominant vẫn còn khả năng là nó rớt tiếp, tại vì nó tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa, nó chỉ mới là rớt out được vùng 34 thôi và nó chưa quyết định nó mới chạm vùng 89, thì vẫn có khả năng là anh coi sẽ tiếp tục bay như này. Nhưng mà khi mà như anh em thấy là một số chạy như là công sư 98 này, như mình vừa đi qua rồi, ok anh em,
Nhưng mà anh em cũng nên cẩn thận nhé, nếu mà có chơi hoặc game hoặc là chơi trò thì cũng nên cẩn thận cái vùng này, vì nó sẽ có cái chiều đảo chiều ở cái vùng 2.5 này, này nếu mà nó đi xuống thì có khả năng là chúng ta sẽ làm sót, còn nếu mà nó tăng lên đấy, nó chạm vùng 2.5 này nó bật lên ở chiều tôi thôi chúng ta sẽ làm được lo nên em thì ok, đó là phân tích của ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay đầu tuần. Thì nếu anh em thích thì like, share và đóng góp ý kiến ở comment ở phía bên dưới nhé. Rồi anh em nhớ subscribe để mà đón và nhấn chuông thông báo nha anh em, để nhận được những video sớm nhất của nhóm. Cảm ơn anh em, chúc anh em một tuần giao dịch thành công.